Anh hay nha, lần nào tôi đến đây tôi cũng có mua thức ăn lên hết. Chính là vì tôi lấy 1.500 đồng của anh, tôi cảm thấy không có được yên tâm. Không ngờ anh là càng làm khó tôi. Xin lỗi nha, hôm nay tôi chỉ có 500 đồng trong túi đưa cho anh đây nè. Vừa mới đến giờ à, cô tưởng dùng tiền sai sở tôi được sao? Ở trên đầu có con muỗi. Đầu anh có con ruồi đi kìa. Ông bị đập thì có sao không hả? Đi lấy thuốc cho tôi đi. Thiên, nay à, đau lắm hả? Dĩ nhiên rồi, để anh đạp cho em thấy có đau không. Cũng là tại anh không à. Sao à? Anh đuổi người ta đi, nếu em binh vực anh, em không phải là người. Ây da trời ơi, tụi mày không có biết gì hết. Hắc quả phụ mà tốt với tụi mày như vậy là có lý do tất cả, mày hiểu chưa? Làm ơn suy nghĩ kỹ đi. Anh không có dùng đầu óc để suy nghĩ thì có. Tại sao lại không? Anh cho tụi em biết, bây giờ cổ giá vợ làm quen, để mấy em coi con cho cổ. Đúng vậy, con người ta muốn nhận anh để làm cha nuôi nó đó. Đúng rồi, thôi đừng có nói nhiều nữa, ngồi xuống đây tôi xức thuốc cho. Tôi không còn đau nữa. Chân của anh không đau nhưng mà chị Chi thì đau lòng lắm. Anh có biết là chị đã phải dụ chị Hiền bao lâu mới bỏ qua cho con? Còn nữa, chị đã phải mượn người ta 1.000 đồng để đưa cho chị Hiền đó, anh có biết không? Bây giờ không phải là chân của anh đau mà là em cảm thấy đau lòng. Cái gì? Tiểu Chi giấu anh hai đưa tiền cho qua phụ sao? Tiểu Chi trúng số hả? Tại vì em bắt buộc chị Hiền trả trước đó mà. Cổ không bắt anh trả 300 đồng thì anh đâu có bắt cổ trả 3.000 đồng. Tại vì cổ gây nên thôi. Tất cả là mọi chuyện do anh gây nên. Nè Tiểu Ngọc à, đừng có cãi giả nữa. Anh đừng có nói. Hai đứa tụi bay tài lắm, không có thân với anh hai bằng hát quả phụ. Được, tao đi. Tụi bay cứ thân với cổ đi. Ôi, tốt quá à. A-say này chúng ta cạn ly nha. Cạn ly. Nè, anh hai tụi bay đi rồi đó, không có đứa nào cản được đâu. Đừng nói dốc nữa anh hai, ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn mấy món này, nhìn thấy muốn mửa. Đi đi. Ăn xong là đau bụng ngay. Nè, có phải là anh bừng tức thiệt hay không? Đừng có sợ, bọn em tưởng đêm nay anh không chịu về hay sao. Em cứ lo ăn cơm đi. Cứ để dành một chút cho chị Chi thôi. Thôi được, tình hình đã như vậy là vì sao? Ba trăm tám mươi mốt 381 hỏi có ai kêu không hả? Chưa có ai kêu đâu. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi mấy giờ thôi. 3:30. Được rồi, cảm ơn. Được rồi, chỉ còn tôi với xe. Chào chị Chi. Chào em. Anh hai chưa dậy sao? Vậy cái gì, anh chưa có về nhà. Cái gì, đi hôm qua không về nhà ngủ à? Dạ phải, không tin gì vào phòng của anh coi, anh đâu có về nhà. Trời ơi, tại sao em khóa cửa của em để ngủ vậy hả? Đêm hôm qua nói chuyện với chị Hiền, 2:00 mới về, chị tưởng anh hai đã ngủ rồi. Em luôn luôn khóa cửa để ngủ, chẳng lẽ em không biết hay sao? Có cần báo cảnh sát không? Một đêm anh không ngủ ở nhà thì cứ kể như là anh đi cắm trại chứ có sao đâu. Không được, chị phải gọi hãng taxi. Gọi tới tổng đài nghe nói là anh không có gọi về. Anh đã lớn như vậy rồi, không có cần phải lo cho anh nữa đâu. Từ từ anh cũng sẽ về mà. Bây giờ có kêu thì cũng đã trễ rồi. Chừng nào anh bớt giận thì anh sẽ về thôi. Từ từ anh sẽ biết anh có lỗi mà. 2-3 ngày sau anh sẽ quên. Càng lo cho anh thì anh càng sẽ không chịu về. Nè, đi được chưa? Đến giờ rồi. Được rồi. Chào chú. Chào chú Tám. Đến sớm như vậy có chuyện gì không hả? Dạ không đâu.
Con mới đi làm về, định vô nhà ngủ, nhưng không ngờ cái máy lạnh của cháu nó lại bị hư, cho nên con định đến đây làm phiền chú Thiếm một chút thôi. Trời ơi, phiền cái gì, dẫu sao cũng còn phòng trống kia mà cậu. Dạ phải, dạ phải. Không đâu, cái máy lạnh của phòng đó nó đã hư lâu lắm rồi đó nha. Cậu, cậu không có ngại sao? À, không có sao, không sao đâu. Hả? À, à, tại vì nhà của chú yên tĩnh hơn, yên hơn thì sẽ thấy mát. Không phải đâu, thằng Tử Dương nó phá phách ghê lắm, nó thường hay làm ồn ào, cậu không có yên được đâu. À, không sao đâu, con nít là như vậy đó, đành phải chịu. Như vậy nè, con sẽ đi làm ban ngày, như vậy ban đêm về con sẽ mở cửa sổ, mở quạt máy, đợi cho Duyên Tử ngủ á thì sẽ yên lặng liền. Ở đây mát sao, ở dưới không có mát à? Tôi nghĩ là ở dưới mát hơn đó nha. Chú Tám đừng có hỏi nhiều. Thật ra con nghĩ có thể là chú và Thím sắp đi U Châu đó. Vậy à? Vì vậy cho nên con muốn gặp chú Thím thật là nhiều hơn. Trời ơi, cậu tưởng tôi không biết sao? Dạ biết gì. Lúc nãy Tiểu Chi có gọi điện thoại hỏi có cậu lên đây ngủ hay là không. Bộ cậu gây lộn với mấy đứa nhỏ hả? Dạ như vậy nè, không phải là tụi con cãi lộn. Tại vì tụi con hiểu lầm một chút thôi, cho nên con nghĩ con đi ra ngoài, con làm như vậy để cho tụi nó suy nghĩ lại. Tôi hiểu rồi. Bây giờ thế giới thay đổi, cho nên anh hai phải dời nhà đi chỗ khác ở, có phải không? Dạ như thế này, chú Tám và Thím Tám, ý của con là không có muốn tụi nó biết con lên ở trên này. Nhưng mà nếu thấy không tiện thì cũng không sao, con có thể đi mướn khách sạn ở cũng được. Đó là chuyện của con, con không muốn phiền chú Thím. Không có sao đâu, cứ việc đến đây ở đây, dẫu sao cũng đã lỡ rồi kia mà, phải không? Như vậy con dọn đồ lên đây nha. Được. Nè Say à, không có tin của anh hai hay sao? Đọc hết tờ báo rồi mà cũng không có tin tự giận, hay là có chuyện gì chết người? Say à, em đừng có nói bậy được hay không hả? Chị cầm đồ nhiều như vậy đi đâu? Lúc này chị đi kiếm anh Khôn đó. Trời ơi, chị đi kiếm anh Khôn để làm cái gì vậy? Anh là anh bà con, có thể là anh hai đi kiếm ảnh. Nếu có tin anh hai thì anh kiếm cho mình hay. Như vậy thì tại sao chị mang quá nhiều giấy vậy? Muốn may áo cho người ta sao? Không có đâu, bạn của anh muốn mở tiệm thời trang đó, muốn mời chị làm phụ tá. Thì ra là vậy, anh giới thiệu cho chị đi làm, có tiền không đây? Mỗi tháng 50 đồng thôi. Tuy rằng hơi ít nhưng mà có còn hơn không? Không đâu, đó là tiền của hội viên, cần phải đưa cho người ta. Anh Khôn nói là tiền của hội viên này cần để giúp cho người ta, chúng ta phải chịu lỗ. Nhưng mà giúp người ta được thì tốt, cũng không có sao đâu. Anh Khôn có bao giờ giúp được chị cái gì đâu. Đúng vậy. Nè, hay là mình kêu thêm món khác đi, không có giờ. Ăn hết cái này trước đi. Dạ xin hỏi, có anh Kim ở đây không? Có người tặng quà cho ảnh. Không biết ai tặng quà cho ổng ha. Dĩ nhiên là người đưa tiền tặng cho anh chim đẹp trai của mình, vì con gái tặng cho ảnh, cô tặng cũng được mà. Cảm ơn. Tiểu Ngọc, tặng cho em nè. Tặng cho em? Happy birthday to anh chim. Không có ghi tên. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Nè, đêm nay có rảnh không, chúng mình đi ăn cơm nha. Đêm nay à? Chỉ có hai người mình thôi. Anh chim à, anh nói là anh cho em mượn băng video, anh có đưa cho em mượn hay không chứ? Xin lỗi nha, đêm nay tôi có hẹn. Vậy thì anh tự nhiên đi. Đừng phách lối quá, chưa biết được đưa bao lâu đâu nha. Em sao vậy? Có chuyện gì không? Tặng cho anh nè, happy birthday. Cảm ơn. Anh nè, không biết là anh định đêm nay chúng mình đi đâu để ăn cơm? Sorry nha, anh đã quên nói với em là tối nay anh không rảnh. Nếu mà anh có chuyện quan trọng để làm thì không có sao đâu. Thật ra thì cũng không quan trọng, nhưng mà có hẹn với bạn rồi thì nhất định phải đến. Như vậy thì em đi ra ngoài nha. Bye bye. Chào anh. Good night.
ở đây nè. Thật ra may áo thời trang dễ lắm thôi, không có khó khăn. Nè, khi nào mang áo về thì hãy coi số mấy, rồi có treo ở chỗ này là được rồi. Giống như là áo này nè, 009, treo ở đây nè. Áo kia là 008, cứ theo số thứ tự mà treo thì không bao giờ lộn đâu. Bên kia cũng vậy, dãy áo nào cũng có số. Nè, thấy chưa? Ủa, anh Khôn, chữ Chi, không hai người ở đây à? Chị Trân, thế nào, có mệt không? Dĩ nhiên là mệt rồi, cũng may là có Tiểu Chi giúp đỡ cho em. Lúc đó anh Khôn vừa mới dạy em treo áo đó chị. À vậy à? Em mệt như vậy không có được đâu. Qua đây, qua đây. Nè, nè, em hay may chiếc áo này nha. Anh và cô Trân đi ra ngoài, một lát nó sẽ trở về. Em đâu có biết. Không sao đâu, chỉ may lại mà thôi. Có cái gì không hiểu thì cứ đợi anh về rồi một lát hỏi. Thôi mình đi em. Em mệt nhiều rồi, đừng có làm nhiều quá nha. Xin lỗi nha, không phải tôi cố ý đâu. Nè, nè, cô hãy đưa cáo cho tôi. Anh làm cái gì vậy? Không, không, tôi muốn cô đưa cáo cho tôi. Đưa cáo cho tôi mà. Anh làm cái gì vậy? Đưa đây. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc áo mà cô đang cầm trên tay để đưa tôi mặc có được hay không hả? Đưa cho tôi. Cầm nè. Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi không phải cố ý đâu. Trời ơi, làm cái gì vậy? Làm cái gì mà lộn xộn vậy? Cô là phụ tá à? Dạ. Mà mau dọn dẹp lại đi. Cô làm gì cái vậy à? Không phải là lỗi của cô. Mà mau lượm đi. Tôi lượm cho cô nha. Tụi bay khỏi cần khuyên tao, trừ phi ba đứa bay rót trà xin lỗi tao mới được. Nè, còn nữa, tao muốn có quà kiệu 8 người khiêng để khiêng tao đi xuống dưới. Nếu không thì tao không về. Chú à, chú chơi gì vậy? Chơi trò nghe điện thoại, tự mình nói chuyện với mình đó. Con cũng chơi nữa. Không thích hợp với con đâu. À này, 8 giờ mấy con chưa ngủ sao? Con muốn chơi. Phá phách vậy sao? Nếu con còn phá nữa, chú kêu thím Tám đánh con đó. Tử Dương, đừng có giận, chú chơi với con nè. Con đến đây với chú. Dạ. Đến đây, đến đây. Nè, nghe đi. Nghe nha. Alo, có phải là anh Chim hay không? Dạ, không phải. Các người xấu, các người không ngoan. Các người xấu, các người không ngoan. Mấy cái đứa bé này thật là phá ghê nha. Anh có hẹn với em mà. Xin lỗi em nha, đã hẹn với em rồi lại từ chối, bây giờ thì quay lại. Không sao, sinh nhật của anh Thành có quyền. Anh nè, không có hẹn với bạn khác để đi chúc mừng cho anh hay sao? Không có, anh muốn sinh nhật năm nay được yên tĩnh một chút. Chứ nếu không có nhiều người thì anh có chịu thêm thôi. Bộ hôm nay anh không có vui hay sao? Không phải. Nè, vì lần đầu tiên anh cạn ly. Lần đầu tiên gì vậy? Lần đầu tiên chúc sinh nhật với phái nữ. Thật không? Cũng không phải đâu, vì anh chưa có tính má của anh vô. Chào chị Chi. Lại trễ giờ đi làm rồi nè. Chị Chi à, chị nói chị kêu em mà. Anh à, chị Chi à, chị đã tỉnh ngủ chưa vậy? Đừng có giỡn nữa, chị đang đợi hãng taxi gọi điện thoại cho biết anh hai thế nào. Chị lại gọi cho anh hai nữa sao?
Anh đi lâu như vậy chưa có về, tụi em không lo cho anh hay sao? Em chỉ có lo là em sẽ đi làm trễ thôi. Ai biểu người nào đi chơi về trễ thì bây giờ mới bị hành hạ như vậy đó. Say à, xin lỗi em nha. Em đang nói chuyện với chị có phải hay không? Vậy sao? Không có phải đâu, em đang nói chuyện với cái truyền hình mà. Trời ơi, cái tên Say này thiệt nè. Có phải là em muốn nói móc chị hay không hả? Cứ cãi lộn hoài. Tại nói đó. Thôi mà. Nè, nghe nói là có gió bão. Sáng sớm người ta đã nói rồi, bây giờ em mới biết hay sao? Sáng nay dĩ nhiên là em biết, khờ ngốc. Nè, em làm cái gì vậy? Anh hai cũng làm như vậy đó. Anh hai không có làm như vậy đâu, anh đập bên này nè. Bên này. Bên này. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Cứ cãi lộn hoài để cho người ta ngủ có được không? Trời ơi, bây giờ thiệt là hay à. Cái cả hình cũng không có nữa. Thôi được rồi, để chiều nay chị kêu người sửa lại cho. Trời ơi, cả một buổi sáng chị cứ đi tới đã rồi chị đi lui. Thôi cắm tiền chị ngồi xuống đây giùm cho em. Trời ơi, lại có chuyện gì nữa đây chị? Chị quên thức ăn cho mấy con cá đó. Chắc là anh hai đó, để em lo cá giùm cho chị. Alo. Dạ phải, đại taxi đó hả? Không trả lời à? Không có. Thôi được, cảm ơn nha. Anh hai không có đến sao? Không có. Thì anh đi đâu? Không biết, chị đã nói đừng có nên cãi giả mà. Wow. Chị làm cái gì vậy? Chết chị rồi. Chị hại người ta. Bây giờ gia đình của con cá đã bị chị hại chết hết ráo rồi. Nếu như mà anh hai về thì có chuyện đó. Người ta chỉ có sơ ý một chút thôi mà. Không biết, như vậy là đủ phiền rồi. Chào anh Chu. Chào hai người. Thế nào, chỉ có một mình anh đến ăn cơm thôi sao? Đói bụng thì ăn cơm, cần gì một hay là hai người? Mấy đứa em của anh đâu? Tụi nó đi làm hết rồi. Tụi nó làm vậy không được, tụi nó không ăn phải nấu cho anh ăn chứ. Không có sao, đi ra ngoài ăn cũng được. Lâu lâu đổi món ăn tốt hơn. Ủa, có phải là anh gây lộn với bọn nó dọn ra ngoài không? Không. Ở nhà quen rồi, đi ra ngoài cho vui. Bọn nó có phiền không? Anh biết thì tốt đó, cũng không có trách bọn nó được. Nhưng mà chúng tôi là người đáng tin cậy, không kêu chúng tôi kiếm kêu ai đây? Nè, đừng có nói. Không cần bọn nó nhớ tôi cỡ nào hay là cần tôi cỡ nào nữa, đừng có hòng. Tôi không có về dễ dàng đâu. Khỏi cần khuyên tôi. Thôi được, tôi cũng không muốn khuyên anh đi về đâu. Có phải là em muốn nói dối không? Anh yên tâm đi, tôi luôn luôn bên vực anh mà, anh không biết sao? Vậy thì em khuyên tôi gì? Tôi khuyên anh đừng có nên về nhà. Nè, tôi có nghĩ là theo truyền thống Á Châu, nhỏ thì lúc nào cũng luôn luôn kính trọng lớn, như vậy thì mới có thể diện được, mới gọi là tu thân tề gia trị quốc đó mà. Không có lễ phép không có được đâu. Lần này bọn nó đối xử với anh như vậy, nếu như anh đi về thì kể như là bọn nó sẽ lần mặt anh đó thôi. Nếu lần sau mà như vậy á hả, thì đâu có được. Bọn nó không có quá đáng vậy. Trước khi xảy ra chuyện này, anh cũng đâu có ngờ bọn nó đối xử với anh như vậy, phải không? Như vậy tôi phải đối xử sao? Kiên nhẫn cho đến cùng. Đại ca phải giữ thể diện của đại ca chứ. Anh hãy nhìn người khác thử coi. Tôi thấy đại ca của người khác rất là có phong độ đó, phải không? Cũng có lý. Tôi và anh là anh em, họ nói hoạn nạn cứu chân tình mà, chỉ có tôi mới nói vậy thôi. Đâu có người nào nói thật với anh như tôi nói đâu, phải không? Cậu không, em thật là tốt. Tốt phải không? Như vậy thì phải chia một chút cho tôi. Anh nè, anh Chu à, nghe bạn của anh nói bây giờ anh đang ở một khách sạn sang trọng phải không? Cái gì? Đúng vậy, căn phòng lớn như cỡ cái nhà tôi vậy đó. Phải có lớn có nhỏ, tôn trọng trưởng bối, không thể như vậy được đâu. Tại sao lại giận lâu vậy? Không được đâu. Có một thì có hai. Lần này nếu tôi nhịn thì không còn thể diện nữa. Dù cho là bà con cũng không nên làm phiền họ nhiều. Ủa, trời đất ơi, không có ở nhà bao lâu thì đã lộn xộn như vậy rồi. Ý, con cá của tôi. Chú Chu. Ủa, tại sao con không ngủ? Con lên đây làm gì? Con sợ. Chú biết rồi. Chắc chắn là con nhớ má con. Chú cũng nhớ mấy đứa em của chú vậy. Hai người mình bị họ bỏ,
Đi xa thì biết sức con ngựa, nhật cũ kiếm nhân tâm. Đừng nói con và người mẹ giữ của con đã có cảm tình. Chú và mấy đứa em tình cảm đã hơn mấy mươi năm, nhưng mà bọn nó vẫn đuổi chú à. Nè, con đừng có buồn nữa. Chú biết con cảm thấy bất công cho chú, nhưng dù cho bọn nó giết chết hết con cá, chú cũng không nên để chú dưới đất cho bọn nó té, phải vậy không? Chú ơi con. Chú biết con muốn khóc. Thôi được, con cứ về khóc đi. Khóc xong sẽ thoải mái. Đâu nào, khóc đi. Chú, con nhịn không được nữa. Con nhịn không được thì khóc đi. Không sao, khóc đi, khóc đi. Thôi, thì ra con không nhịn được đi tiểu. Chào chị. Chào cậu. Tụi anh lên trên trước nha. Bye bye. Bye bye. Tại sao lại xuống xe ở đây vậy? Bộ sợ bạn làm chung họ thấy à? Mất công ảnh hưởng tới tinh thần học tập của họ thôi. Còn về tinh thần học tập của em thì thế nào? Chị Hiền đừng có lo, em là người không bao giờ phân biệt công và tư đâu. Em sắp sửa cũng giống như chị rồi. Chị à, hai đứa mình đều sắp sửa phải trễ giờ rồi, mau lên đi em à, nhanh lên. Cái giờ này em mới thấy chị tới nhà chú Tám có vậy. Giờ này hả? Tại vì dạo này chị bận việc nhiều lắm. Thôi em hãy nói giùm cho chú Tám là em cứ nói là vài ngày sau chị sẽ tới thăm Tử Dương. Cảm phiền em nha, em nói giùm chị đi. Không có chi, hôm nay chị mời em ăn điểm tâm là được rồi. Được chứ. Còn anh hai em và em thế nào? Anh hai em có còn chửi em nữa hay không? Muốn chửi em thì cũng không có được, tại vì anh đâu có ở nhà. Say à, tại sao rất trầm mà lâu quá vậy? Em ở đây chơi trò gì vậy? Anh đó lợi dụng quá, ai mà pha trà cho anh uống chứ. Lần này anh muốn dụ chị Chi làm việc không có lấy tiền. Kỳ này em cho anh vô nhà được nhưng mà khỏi có ra luôn. Muốn hai anh chết à? Không có gì, chỉ làm một ly trà đặc biệt để cho anh uống mà thôi. Quần áo có chị Trân thì làm được rồi. Thật ra không có em giúp cũng được. Không phải như vậy đâu Tiểu Chi à. Tại vì mình phải nhìn xa hơn. Bây giờ em là phụ tá thôi. Sau này chị Trân lấy anh rồi thì chị Trân không có làm nữa. Tới chừng đó em sẽ là người thợ chánh thôi. Không có phải đâu, em không bao giờ nghĩ vậy. Đồng thời anh hai không có ở nhà, em không có chuyên tâm làm việc đâu. Nhắc đến anh Chu đó, bữa hôm trước anh có đi ăn với ảnh. Xin lỗi anh nha, không có trà nhưng mà có cảm giác uống cũng ngon lắm đó. Ý, cảm giác thì càng tốt, uống cho đỡ khác mà. Nè, anh đến có chuyện gì không? Anh đến báo tin bí mật mà. Anh biết anh hai ở đâu hả? Thì không đó. Nè, nước này đâu phải là nước cam. Không, pha với nước nó như vậy đó. Bọn anh biết anh hai ở đâu à? Kỳ quá à. Mùa nước này lạ thật á, nước gì vậy? Nước sơn đó mà. Đủ chưa? Con nến nè. Trời đất ơi, hết chuyện sao đưa nước này cho người ta uống vậy? Trời ơi, bộ không có ngon hả? Nếu không có ngon thì thu hội đồng của những người tiêu thụ đi nha. Anh không mà có sao không? Khó chịu quá. Em không tin là anh biết anh hai ở đâu. Con rắn này chưa có chết đâu nha. Cho dù rắn độc uống cũng chết nữa. Bây giờ tôi phải đi bệnh viện khám bệnh nha. Nếu có tốn bao nhiêu tiền thì các người phải trả đó. Bye bye. Con mà anh không lo. Cái chồng ra ngoài à, sẽ phai màu đó nha. Cậu cứ ho như vậy hoài không có được đâu. Lưỡi của cậu càng vàng nữa chắc có bệnh đó. Hãy đi khám bác sĩ đi. Đúng đó, đi khám bác sĩ đi. Nóng qua đâu có phải là bệnh. Nè, uống nước này thì mát ngay lập tức à. Nè, tôi nói thật nha, nếu lần nào mà đánh bại cũng được tiếp đãi tốt như vậy á hả? Thì ông hãy đến đây thường để cho các anh em được nhờ đó nghe chưa? Nhờ cái gì? Tôi ở đây tạm thôi, có thể đêm nay tôi đi về. Nè, chẳng lẽ anh nhịn nhục hay sao? Dù sao đi nữa anh cũng là đại ca mà. Sáu đầu. Thế nào, nếu ba đứa nó không chịu đến đây để rót trà xin lỗi tôi á, thì tôi không có chịu đi về đâu. Anh nói bọn nó không biết anh ở trên lầu, làm sao mà xin lỗi đây? Không cần biết bọn nó nghĩ gì, nếu bọn nó muốn kiếm tôi á, tôi ở xa mấy cũng đến kiếm được. Tại vì anh không có tin tưởng ở nơi anh mà thôi. Anh đừng có tưởng rằng bọn nó lên lên xuống xuống không thấy anh đâu nha. Thế nào, hôm đó tôi đòi dọn đi khách sạn ở, nhưng mà chú Tám cứ đòi chết cũng phải ở đây. Cậu chết tôi cũng chưa có chết đâu. Chờ. Nè, lấy ngay con bài mà tôi muốn lấy đi nha. Nè, đừng có nói tôi nói móc anh nha. Đừng có nhân cơ hội này thấy tôi đi vắng rồi thì anh tự động đi xuống với là một mình đó, không có được đâu à. Điên khùng. Con người của tôi có giống như Thất Hứa không? Không giống.
nhưng sự thật là như vậy. Nè nè nè, đừng có gây lộn với nhau được không? Mau mau đi lấy đồ điểm tâm ra ăn đi. Đi đi. Điên khùng, cả đám điên khùng. Lấy đồ ra mà ăn đi. Nguyên một đám giống như nhau cứ nói này nói kia. Chết rồi. Thấy áo thì biết tôi ở đây. Chú Thắm làm cái gì mà cứ lấy cây trên đó móc hoài à? Có chiếc áo nè. Áo này là của anh hai mà. Ra liền. Thiên Tam. Anh hai có ở đây không? Anh hai nào vậy? Tụi em thì gọi là đại ca, còn các người thì gọi là ông Chu. Không có ai ở đây hết cả. Không có. Anh Chu nào vậy? Anh Chu nào? Không có. Mấy người làm gì ồn vậy? Anh hai. Ai trời ơi, anh Châu à, tôi không có tin tưởng con người của anh được nữa đâu nha. À đây, ba đứa tụi bay, ai kêu tụi bay đến đây? Có người rớt áo xuống dưới kêu tụi em lên đây. Rớt chiếc áo à? Đâu có ai rớt áo đâu. Anh hai à, nếu mà có chuyện thì xuống lầu nói đi. Dạ phải, người ta ở đây đánh bài mà, bọn anh không có lo cho tụi em sao? Cái gì? Anh hai tụi bay còn giận chưa hết giận đâu. Còn giận à? Đêm hôm qua cậu ngủ rất ngon mà. Cậu Chu à, người nào có lỗi cũng vậy. Người nhà không có giận lâu được. Cậu đã giận chúng nó 2 ngày rồi. Tuy rằng cậu không có mệt, nhưng mà chúng tôi mới mệt đó. Nè nè nè, đúng vậy đó. Tuy rằng là cậu xuống dưới, nhưng phải nhớ cầm chiếc áo lên lại cho tôi nha. Chiếc áo đó là của tôi. Anh Châu à, con người của anh không có giữ thể diện gì hết á. Chỉ biết nói mà thôi à. Con người của anh ai kêu thì đến, ai đuổi thì cứ việc đi à. Đúng vậy anh Chu à, như vậy thì không có tốt đâu. Tôi nghĩ dù sao đi nữa anh cũng bị thiệt thòi mà thôi, đúng không? Tuy rằng là anh em nhưng mà ai phải ai trái cũng phải phân biệt cho nó rõ ràng ha. Nè tụi bay nghe rõ chưa? Bây giờ tụi bay hãy xin lỗi đại ca tụi bay đi, nghe không? Xin lỗi đi, mau lên xin lỗi. Em xin lỗi anh. Đúng đó, xin lỗi anh. Ít ra phải vậy, có lớn có nhỏ phải phân biệt chứ, phải không? Đúng vậy đó. Bây giờ đi rót cà đi. Rót cà đi. Tại sao lại rót nước? Em kháng nước phải không? Rót nước cho anh đó. Tôi. Anh đã có nói, khi bọn nó lên đây rồi, bọn nó phải quỳ xuống xin lỗi và rót nước cho anh. Quỳ xuống à? Chính anh nói, không phải sao? Nè, người nào xin lỗi trước? Để cho em. Cái gì mà kỳ vậy? Hết kháng nước rồi. Không có lớn, không có nhỏ à. Anh Châu à, đại ca này không có uy tín gì hết á. Lần này kể như là tôi không có thấy gì hết. Anh hai à, thôi mình đi về đi anh. Anh Châu à. Anh còn giận, đi về đi. Đi về đi, anh không có về. Đi đi. Em sao vậy, không khỏe à? Không có phải, là vì chuyện nhà của em thôi. Bộ cãi giả với người nhà. Thôi đừng có nói nữa, cũng là tại vì anh hai của em thôi. Bộ anh dữ lắm sao? Không phải chỉ là dữ thôi, mà còn không biết có lẽ phải nữa đó. Thôi được, đừng có nói nữa, đó là chuyện của em mà. Anh quan tâm một người thì phải quan tâm cả gia đình của họ chứ. Mà nè, quen biết với anh lâu như vậy chưa từng nghe anh kể chuyện nhà của anh. Chuyện nhà của anh à? Không có đâu, chỉ có mình anh thôi. Ba má của anh không có ở Hồng Kông mà. Vậy anh thì tốt lắm rồi, còn em thì bị hạn chế. Có gì mà tốt chứ. Thế nào, em còn bực à? Vậy đêm nay đi ăn cơm với anh nha. Xin lỗi chị Trân nha, hôm qua nhà em có chuyện. Chị biết rồi, cũng là vì anh hai của em. Nhưng mà làm gì em cần phải phân biệt cho rõ ràng, không có thể như vậy được. Nè, em hãy làm cho hết đi. Dạ. Em đến đây làm việc là vì tự nguyện của em, chứ không có ai ép em hết. Mà tại sao lại thở dài chứ? Ý của em cũng phải vậy. Em không có cần phải giải thích. Nếu mà em không có vui trong lòng á, thì em hãy tỏ ra vui vẻ với người khác. Em cảm thấy không vui thì đừng có làm cho người ta mất vui. Cứ thở dài như vậy hoài làm sao chịu được. Nè, đợi một chút. Xuống đây mau đi. Không được, hãy đợi cả phụ tá thời trang xuống. Đợi cũng vô ích thôi.
Tối nay 9 giờ rưỡi nhất định phải gặp đạo diễn. Cậu có xuống cũng không đủ chỗ ngồi đâu. Xuống đây mau đi. Vậy thì đợi một chút, tôi sẽ xuống liền. Xin lỗi anh, bây giờ không có đủ chỗ ngồi, tự anh đi nha. Ok, bye bye. Cô chơi thân với chị Trăng sao? Chỉ là bạn gái của anh bà con tôi. Anh giới thiệu cô đến đây đó à? Đúng vậy. Tôi đến chơi với bạn tôi thôi. Thông thường cô làm gì? Tôi rửa quần áo. Cô có thích coi kịch không? Chưa từng coi. Cô không vui sao? Không phải. Tên cô là gì? Phương Tiểu Chi. Tôi tên Phùng Thái Lai. Trời ơi, Tử Dương, con đẹp trai quá ha. Đẹp quá ha. Cùng với má của con đi bơi lội à? May là chú Tám và thím Tám của con sẽ cùng đi đến Đại Ngư Sơn để ăn chay. Nếu không lần này thì con sẽ hơn chú Tám đó. Này Tử Dương, con đi bơi lội về, đêm hôm nay chú ăn cơm với con nha. Đúng vậy đó. Alo, cô Hiền à, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Con nghe. Được, đợi một chút. Mami. Má đợi một chút. Alo, sao hả? Vậy à? Được. Tôi và Thiên Tám dẫn Tử Dương đi nha. Được, cô yên tâm đi. Thôi được, cả người đi chơi vui vẻ. Đừng có lo, tôi không có đi Đại Ngư Sơn đâu. Cậu nó cũng không có đi bơi lội. Ủa, má của nó có sao không? Má của con không có rảnh. Hả? Tử Dương à, tuy rằng con chơi nhưng mà cẩn thận nha. Biết rồi. Nè, tưởng đâu thường mà vui quá ha. Không ngờ vui vậy. Vui quá. Con có vui hay không? Vui chứ. Tiếp tục đu đi, đu. 1, 2, 3, đó. 1, 2, 3, không có sao phải không? 1, 2, 3, đó. Tiếp tục, đó. Vui ha. Lần này bắt được rồi. Chạy, bắt đi. Chị xong chưa về, chúng ta hãy đi ăn cơm chung đi nha. Được rồi, chủ nhật mà cũng phải về để làm thêm nữa. Cô thiệt là sốt sắng ghê. Đừng có nói như vậy, con của tôi có chồng của tôi lo. Nhưng sáng nay khi tôi ra ngoài nó cứ khóc hoài, giống như là mẹ của nó đi luôn đó. Con nít nó chỉ khóc một chút là nó quên liền. Tùy người đó thôi, nếu là chị gạt con nít một lần thì nó cứ tưởng lần thứ hai. Sau này nó lớn rồi, nó không tin lời nói của mẹ nó nữa. Như vậy tôi cảm thấy không có tốt cho đứa con nít đâu. Có phải nghiêm trọng lắm hay không? Tôi cũng đâu có bao giờ gạt con của tôi. Nhưng mà cho dù bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng không có muốn làm phụ trội nhiều. Con của mình là trên hết. Nếu không thì sau này tôi nghĩ là nó không chịu nghe cha mẹ đâu. Thôi được rồi, tôi đi về trước nha. Ủa, không có chịu đem cơm chung hay sao? Không ăn nữa đâu, bye bye. Thôi được, bye bye. Tử Dương à, con chơi đủ chưa? Ừ. Bây giờ thì chú dẫn con đi ăn cà rem nha, rồi đi nhà làm bài. Mà lần sau con muốn tới đây nữa. Được chứ, lần sau sẽ đến chơi. Chú Trương ơi. Hả? Con thấy con buồn ngủ quá à. Buồn ngủ à? Như vậy chú cõng con nha. Dạ. Chú cõng đây. Leo lên. Trời ơi, kem nó trả hết trơn rồi đi nè. Chẳng lẽ đi phố hết rồi sao? Chị Hiền, chị đến thăm Tử Dương à? Nhưng mà sao nhà chú Tám không có ai hết? Hai người đi ăn chung mà, sáng nay em xuống mẫu báo nghe ông nói như vậy đó. Đi với Tử Dương có phải không? Dạ không phải, Tử Dương đi với anh Hai. Anh Hai, đi với anh Hai của em à? Dạ, tại vì chú Tám thím Tám đi ra ngoài, cho nên anh coi Tử Dương cho chị. Chị đừng lo, ảnh đã săn sóc ba đứa tụi em. Bây giờ có ảnh săn sóc cho Tử Dương, em bảo đảm nó không sao đâu. Không thể so với ba đứa tụi em được. Sao lại giao Tử Dương cho ảnh săn sóc nó?
Tuy rằng là Tử Dương hơi phá phách, nhưng mà anh hai của em biết lo cho con nít. Con của chị không cần ảnh săn sóc. Chị đừng có lo, nói không nghe thì đánh cho nó nghe. Khi ba đứa tụi em còn nhỏ cũng thường hay phá phách. Nói tóm lại chỉ có một lời thôi, con nít không đánh nó không được. Nhưng như Tử Dương nó thiếu một cọng tóc nào thì chị không có tha cho ảnh. Con rảnh tới nhà em chơi nha, bye. Con muốn ăn cái gì đây? Một lát chú mua cho con ăn. À thôi được, đừng có ăn cà rem nữa. Hôm nay con ăn cà rem nhiều rồi. Đi về cho má con đợi đó. Nè, anh dẫn con của tôi đi đâu? À, tại vì nó ở nhà buồn cho nên tôi dẫn đi công viên chơi. Không được sự đồng ý của tôi thì không có được dẫn con tôi đi phố. Nè, đâu có đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Anh tưởng là tôi không biết à? Anh hại tôi không được thì hại con tôi. Cái gì tại tôi? Anh đừng có nói nữa, nếu không tôi kêu cảnh sát. Cô đừng có nói lớn tiếng, nó sẽ thức dậy đó. Má, con buồn ngủ quá à. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Nè, anh dẫn Tử Dương đi chơi mệt như vậy, sáng mai làm sao nó đi học được đây? Ờ, cô hẹn cho nó bơi lội, cô không cho nó đi, cho nên tôi dẫn nó đi chơi. Bây giờ nó đã ngủ rồi đó, thì anh đi xuống dưới đi. Nè cô à, tôi ở nơi này mà. Nè, anh để dao như vậy thì anh có biết là nguy hiểm lắm hay không? Ở trong nhà này có một đứa bé 5 tuổi nó ở nữa đó. Dạ tôi biết rồi. Nếu như gì tôi mà nó bị thương á, thì bây giờ tại sao không thấy nó? Cô có thấy vậy không? Nếu như mà nó lỡ có chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Bây giờ cô ám chỉ gì? Tôi vô trách nhiệm sao? Ha! Ít nhất tôi hẹn với người ta, tôi cũng không bỏ người ta. Anh nói cái gì? Nói tới Việt Nam. Mấy người ngồi máy bay quen thường hay cho họ ngồi máy bay. Nếu sau này cô không đi phố được á, thì đừng có hẹn với con cô. Nếu không nó thất vọng. Tôi có lòng tốt mới dẫn nó đi chơi. Nếu không mà sau này nó lớn á, nó sẽ buồn. Không cảm ơn mà còn chửi nữa. Ủa, cô Hiền đã đến rồi à? Dạ. Cô quen cậu Chu à? Không những là quen thôi mà còn biết nhiều lắm nữa đó thím. Biết thì tốt. Này này, hãy đến đây đi, tôi có mang đồ chay từ Đại Ngư Sơn về. Được rồi đó, hãy ăn chay đi, rồi hãy thú tội sau. Tử Dương đâu? Dạ ngủ rồi. Nè cậu Chu à, Tử Dương có ngoan không? Ngoan chứ, ngoan lắm. Vậy thì tốt. Nè 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 nè, cô làm cái gì vậy? Đứa bé nó còn ngủ tại sao cô ám nó vậy chi? Như vậy nó sẽ nằm mơ đó. Nếu ngày nào nó cũng gặp anh thì nó sẽ có ác mộng thiệt. Chú Tám chứng Tám, con xin lỗi vì nhà của chú thím hỗn tạp quá, con phải ẵm đứa nhỏ vậy mới được. Ý của cô là đây là tiền của tháng này cháu gửi cho chú, tuy rằng nó chưa có đủ tháng nhưng mà con cũng trả tiền cho chú và thím. Nè, bây giờ giữa cô và tôi hai người không có hợp, đâu có liên quan gì tới con nít. Nè, vậy hai người đang cãi giải với nhau à? Chú Tám chứng Tám không biết chứ, nếu như mà con của con nó còn ở đây, nó không vì ảnh bị thương thì nó cũng bị hư hỏng luôn hả? Thôi con xin phép về trước. Nè nè nè, cô Hiền à, cô Hiền. Thiệt là đàn bà, đúng là đàn bà, nhỏ mọn vô cùng. Chưa chắc chỉ có đàn bà mới nhỏ mọn thôi, đàn ông cũng nhỏ mọn. Đàn ông nào nhỏ mọn như vậy? Tôi đây. Cậu Chu à, cậu hãy nghĩ coi, cậu đến đây chỉ có vài ngày thì đã làm tôi phiền nhiều lắm rồi đó nha. Tôi đang chăm sóc tiểu Tử Dương cho đàng hoàng, khi không má của nó lại đòi dẫn nó đi về nhà. Tôi không hiểu tại vì sao. Nè bà già, hãy mang đồ chay đến đây, người ta ăn xong rồi để người ta tự thú tội. Nè ăn đi. Nè em say à, tại sao em nói với chị Hiền hả? Chị Hiền không thích anh hai đâu. Không phải là em muốn, em chỉ lỡ nói mà thôi. Còn tưởng là lần trước lấy trà cho anh hai uống thì anh bớt giận xuống dưới này ở, không ngờ lần này còn cãi giải với chị Hiền nữa. Không phải là chị sợ đâu nha, chị nghĩ là anh giận cả em nữa đó. Đã giận chị rồi là giận Tiểu Ngọc, không biết là anh chịu trở về hay không nữa. Chị đừng có lo, nếu như mà giận em dễ dàng thì không có phải là anh hai của em. Nhưng dẫu sao em cũng có lỗi, để cho em tìm cách dụ anh xuống đây. Alo. Anh hai à, Tiểu Chi đây nè. Anh nghe giọng của em 20 mấy năm rồi không nhận ra sao, có chuyện gì? Em bị bệnh quá à. Bị bệnh? Có phải là bị cảm không? Đi khám bác sĩ chưa? Dạ có rồi. Em đang bị bệnh, tại sao có tinh thần nói chuyện lớn tiếng vậy? Dạ không, em cảm thấy nhức đầu quá anh hai à. Nhức đầu và ho à? Bác sĩ nói với em sao? Bác sĩ nói sao hả? Alo, anh hai à, bác sĩ nói chị Chi nó 103 độ, không có chịu được đâu. Anh hãy đi xuống đây mau, chỉ cần anh săn sóc lắm đó. Thật ra người nhà cãi lộn chỉ là chuyện thường mà thôi, chỉ cần mỗi người nhìn một chút là được rồi. Chủ yếu là sống hòa thuận với nhau, đừng có ai nóng nảy hết thì rất là tốt.
Nóng. Nóng gì mà nóng, nếu như 100 mấy độ thì nóng lắm rồi. Hai đứa mày muốn chết, dùng cách này để dụ tao xuống phải không? Đừng có tưởng tao điên. Em biết lỗi rồi anh hai à, em không phiền anh hai nữa đâu. Anh muốn ở trên lầu bao lâu cũng được. Thôi nhanh hai. Ê, alo, alo. Anh hai nói cái gì với chị vậy? Anh không có nói gì hết. Nè, rút chân lên, rút chân lên. Thêm tám à, nhà dơ lắm hả? Ở nhà có thêm một người ở, cứ đi qua đi lại à. Làm nhà của tôi dơ hết kìa. Chịu tướng. Sao hả? Vậy mà chiếu tướng được sao? Đi nước cờ khác đi. Chú tám mà, chú chơi một mình buồn lắm, để con chơi với chú. Bà già, lau nhà xong đến chơi cờ với tôi nha. Được. Tại sao vậy? Vì người đàn bà đuổi con đi phải không? Không phải đàn bà, mà là đứa con nít đó. Chúng tôi muốn Tử Dương trở về đây sớm. Như vậy càng vô lý, con và Tử Dương rất là hợp. Nhưng mà má của nó không có thích cậu chơi với nó. Cô Hiền cổ nói rõ, cậu phải dọn nhà đi đó, thì cổ mới đưa Tử Dương cho chúng tôi giữ, cậu có hiểu hay không? Ơi đất ơi, muốn dẫn đến thì dẫn, muốn ổng đi thì đi. Để con gọi điện thoại chữ có, số điện thoại số mấy? Cậu là cái thớ gì mà phách lối như vậy? Cho dù cậu là chồng của người ta, cũng chưa tới phiên cậu nói như vậy đâu nha. Nè, cậu còn ở đây đợi cái gì? Cảm phiền cậu kiếm cớ dọn xuống dưới đi. Cậu không có nghĩ đến cậu thì cũng xin nghĩ đến cho chúng tôi với cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.